nhiều. Thưa quý vị, đáng lẽ hôm nay chương trình là trên quảng cáo là có một mình Kỳ Duyên làm MC thôi, nhưng mà có hai lý do. Thứ nhất là một người phụ nữ, dù có độc lập bao nhiêu, dù có thể tự lập bao nhiêu, thì khi đi ra ngoài vẫn mong muốn được đứng bên cạnh một người đàn ông để cho mình cảm thấy e ấp hơn. Thành ra vì cái lời yêu cầu của Kỳ Duyên mà hôm nay ban tổ chức lại mời thêm một người để cùng Kỳ Duyên điều khiển chương trình ngày hôm nay. Và người đó không những cao mà còn rất là đẹp trai nữa. Xin quý vị một tràng pháo tay cho MC Anh Quân. Wow! Quý vị thấy đâu phải đàn bà con gái mặc áo dài đẹp mà đàn ông mặc áo dài cũng đẹp quá, phải không quý vị? Thưa quý vị, Anh Quân xin được gửi tới tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại sân khấu Lan Anh buổi tối ngày hôm nay lời chào trân trọng nhất. Anh Quân biết không, chiếc áo dài của anh Quân thì rất đẹp, nhưng mà Kỳ Duyên thấy thì Kỳ Duyên không vui tí nào. Tại sao vậy chị? Tại sao đàn ông lại mặc chiếc áo mà nổi hơn đàn bà con gái làm sao? Không, ý em không có cái định là mặc cái áo dài nổi hơn của chị. Mà thưa quý vị, là áo dài của chị Kỳ Duyên và áo dài của anh Quân đều do nhà thiết kế Sơn Collection thiết kế cho chúng tôi. Cho nên rằng là cái này thì là em phải cảm ơn anh Sơn ạ. Để Kỳ Duyên gặp Sơn, Kỳ Duyên sẽ nói chuyện sau là tại sao làm cho áo dài của Quân lại nổi hơn áo dài của Duyên nhiều vậy. Không, nhưng mà thế này, em phải hỏi chị thế này. Tại vì là thưa quý vị, là anh Quân cũng đã có nhiều dịp để điều khiển chương trình chung với chị Kỳ Duyên. Tuy nhiên rằng là chưa có một dịp nào mà chị em chúng ta tâm sự một cách thiệt tình. Là tại vì em thấy rằng là chị đứng chung sân khấu với rất là nhiều MC nam, điển trai. Nhưng mà em hỏi thiệt chị là trong số những MC nam đó thì chị thích đứng chung sân khấu với ai nhất? Câu đó thì quá dễ trả lời phải không quý vị? Kỳ Duyên thì được cái là rất trung thành. Thành ra một khi con tim đã cho ai đó thì chỉ cho một người thôi. Mặc dù người đó già hơn anh Quân, xấu trai hơn anh Quân, thậm chí còn thấp hơn anh Quân nhiều. Nhưng mà con tim của Kỳ Duyên thì chỉ có một bóng hình thôi, không cần nói quý vị cũng biết là ai. Tuy nhiên, cũng như người ta nói đàn bà mà quý vị, nếu tôi không được gần người tôi yêu thì tôi yêu người tôi gần. Thưa quý vị, và tiếp ngay sau đây thì anh Quân và Kỳ Duyên xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị giọng ca của một nam ca sĩ trẻ. Và anh chính là một cậu học trò của ca sĩ Quang Lê và cũng đã giành được một giải thưởng trong năm 2013. Đó chính là giải giọng ca truyền cảm nhất của cuộc thi V-Star năm 2013. Xin quý vị hãy cùng nồng nhiệt chào đón nam ca sĩ trẻ Quang Hiếu. Là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bây em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thấy mẹ thương em, nhớ tin người sẽ duyên, lòng cầu mong em đậu bên cho in một bóng thuyền. Lửa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên. Chưa yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Sống sâu là bao, nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian
ta gieo trái ngàn nồng sâu tùy sâu, làm sao mà trong chưa đổ bên, biết nơi nào đủ trong. Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ em. Bỏ lại sau lưng mây em ngơ ngác đứng trong theo mắt đường buồn, thấy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng, rằng do con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không. Nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào, sống sâu là bao nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngàn nồng sâu tùy sống, làm sao mà trong chưa đổ bên, biết nơi nào đủ trong. Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ em. Bỏ lại sau lưng bây em ngơ ngác đứng trong theo mắt đường buồn, thấy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng, rằng do con yêu phải sống gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không. Xin lỗi tất cả quý vị. Sáng sông mà lỡ chuyến đò, gánh bây giờ gầy đôi. Từ ngày tình nghĩa chia phố, em đi đường ấy bỏ tôi. Tôi vào tình yêu bây giờ chê chán nè,
tôi rồi bạn ơi. Lòng tôi sáng lạnh như tờ. Ai đem con sao sang sông để cho số lòng nó bay, nó bay nó chẳng về đâu. Ai chi duyên bắc tình nam, người nơi đâu gió kẻ ngoài chân mây. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi, bây giờ đi sớm về khuya một mình. Ôi nhìn thế sự nổi trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tàu xoay. Tôi rồi bạn ơi, bây giờ đi sớm về khuya một mình. Ôi nhìn thế sự nổi trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tàu xoay vần. Ôi nhìn thế sự nổi trôi, để mặc cho con tàu xoay vần. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một lần nữa, một tràng pháo tay dành cho nam ca sĩ Quang Hiếu. Rồi, xin mời tất cả quý vị. Cảm ơn em rất nhiều và anh chúc cho em thật nhiều thành công hơn trong những ngày sắp tới nữa. Kính thưa quý vị, một người rất là đam mê nghề ca hát giống như Quang Lê hồi còn nhỏ và đã bay từng sang bên Mỹ để mà tham gia cuộc thi V-Star của đài truyền hình Việt Vây. Và chúc mừng em trong những cái thành quả ngày vừa qua. Một lần nữa, cảm ơn Quang Hiếu rất nhiều. Dạ, trước khi chia tay tất cả quý vị thì cho phép Quang Hiếu gửi lời cảm ơn đến người thầy của Quang Hiếu đã cho Quang Hiếu một cơ hội để song ca với thần tượng của mình. Và xin mời tất cả quý vị và xin quý vị yêu thương Quang Lê và Quang Hiếu thật nhiều hơn nữa ạ. Xin mời tất cả quý vị ạ. Xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ
cá trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu ru lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều siêu nắng bóng em đi áo nâu in đường trắng. Đường xưa lối cũ có mẹ tôi run run trong hồn hoàng. Lòng xa thương nhớ nhớ đến tôi lòng khom đi tìm con. Khi tôi về bồi hồi trong nắng tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng. Gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời. Không lời biệt ly cuối cùng trước khi tân nghề. Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi. Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Dừng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời. Không lời biệt ly cuối cùng trước khi vân về. Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi. Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ con lấy xin mời quý vị cùng chào đón một người nữ ca sĩ với một bài hát rất đặc biệt. Mời quý vị chào đón nữ ca sĩ Thùy Trang với ca khúc Ai Khổ Vì Ai. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Biết chưa
nhân tình thế thái còn lại đồng cho ta. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh rằng tình em yêu sao giống đời đóa phù du. Sớm nở tối tàn, xó xa duyên mình chưa thấm đành giờ. Em về nhà trong nước hiền hòa, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay người đành bỏ anh canh vắng bơ vơ sầu đau, người đành bỏ anh quên lúc ta yêu lần đầu. Trong nước bạc màu đánh bỏ người như sương khói sau chuyến tàu. Anh biết không anh, em ngủ nào yên, em thức nào yên. Nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những đã rất quen thuộc với hình ảnh của chị Kỳ Duyên trong vai trò là MC trong nhiều năm vừa qua. Tuy nhiên có đôi lần thì Kỳ Duyên đã xuất hiện trong những video với vai trò là một ca sĩ chuyên nghiệp. Vậy thì ngày hôm nay anh Quân muốn hỏi Kỳ Duyên rằng là nếu như để lựa chọn giữa công việc của một MC và một ca sĩ thì chị sẽ chọn công việc gì?
Thưa quý vị, đối với Kỳ Duyên thì tất nhiên Kỳ Duyên sẽ chọn làm MC. Vì có những cái trường hợp mà làm MC mình thấy dễ hơn ca sĩ. Chẳng hạn như nếu mà quý vị để ý nghe kỹ, chắc quý vị thấy giọng nói của Kỳ Duyên hôm nay yếu hơn và hơi bị nghẹt, là tại vì Kỳ Duyên đã cảm mấy hôm nay và ho rất nhiều. Tuy nhiên giọng yếu nhưng mà làm MC vẫn có thể nói được. Chứ nếu mà với cái giọng này mà phải hát nguyên một chương trình như Quang Lê là chịu thua rồi. Thành ra trong cái trường hợp này thì Kỳ Duyên thấy làm MC dễ hơn ca sĩ. Nhưng mà đôi khi MC cũng có những rủi ro, cũng có những khó khăn của nó. Thí dụ như là MC thì phải đi sớm về trễ này. Rồi đôi khi chỉ cần nói sai hay nói hớ một câu là bị khán giả khiển trách. Mà chưa kể cái tội nghiệp nhất là, thưa quý vị, cachet của MC ít hơn ca sĩ nhiều. Chuyện này thì quá thiệt thòi cho hai chị em mình rồi. Nhưng mà còn một cái nữa thiệt thòi hơn nữa là, quý vị biết không, thường thường người ta chỉ mê ca sĩ thôi, đâu có ai mê MC đâu. Không, cái này thì chưa chắc ạ. Bởi vì là có nhiều khán giả rất là mê MC Kỳ Duyên. Ok, thank you. Cảm ơn quý vị. Quý vị quá dễ thương. Nhưng mà phần đông thì thường thường là chúng ta thấy là yêu ca sĩ nè, mê tương tư một người ca sĩ thì cái chuyện nó thường xảy ra hơn. Yêu giọng hát này, yêu dáng vóc này, rồi phong thái này, đúng không ạ? Và thưa quý vị, điển hình như trong nhạc cảnh sau đây, chúng tôi sẽ mời tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với Thượng Hải ở những thập niên trước. Chúng ta sẽ cùng ghé thăm một quán hát mà ở nơi đó có một chàng thiếu gia si mê và say đắm giọng hát của một cô ca sĩ, dường như là yêu đến quên cả đường đi lối về. Anh Quân và Kỳ Duyên xin mời quý vị sẽ cùng đến với một trích đoạn Tương tư nàng ca sĩ và Xin đừng hái hoa, với sự góp mặt của Quang Lê, Khánh Ngọc cùng diễn viên Hồng Tơ. Dịch ra tiếng Việt, xin kính chào quý vị. Trời ơi, tôi nói đó nghe, cái tủ lầu gì đâu đó, không biết bị mắc phong long gì đó, hai ngày nay hả, khách ế nhẹ vậy đó hả, mà mình cúng rồi đó, giái ông địa quá trời luôn vậy mà khách khứa gì đâu mà thấy vắng tanh vậy đó, bởi vì khổ ghê vậy. Thật sự không biết bây giờ mình phải làm sao nữa đó. Giá ngay ông tạm địa là có linh thiêng cho khách khứa tới đi. Trời ơi, lúc này hẻo gì đâu á, khổ ghê. Kìa, lâu ghê vậy đó nha. Trời lâu ghê mới gặp thiếu gia đó. Hôm nay thiếu gia rảnh rỗi đến vô quán mà trời ơi mừng quá à. Ủa nhưng mà không phải thiếu gia đâu. Ngày xưa thì thiếu gia chứ còn có bây giờ là dư gia đó nha. Ghét quá à. Tại bây giờ thiếu gia ngồi đây nha. Rượu đâu? Rượu đâu mấy em ơi đem rượu ra nha. Ca kỹ ra hát phục vụ lẹ lên. Ca kỹ đâu? Ra hát phục vụ khách kìa. Sao thiếu gia thấy sao này dễ thương lắm đó, nhất ở đây đó nha. Sao thiếu gia? Xấu quá. Trời ơi, thiếu gia nhìn gì mà xấu gì không biết nữa à.
Đâu có gì đâu, ta dễ thương tí mồ nè đó. Thiếu gia nhìn kỹ đi nè. Đó, cái mặt nó có một rùi như ve chó, dễ thương lắm á. Chưa kể nè, đó có cái răng súng tí thương lắm nè. Trời ơi, tí thương lắm đấy. Sao vậy thiếu gia? Thôi đi bà. Bà dẹo nhiêu đó người ta không chịu là biết rồi, hiểu rồi, thấy không? Tự tin quá, cái áp sát người ta hoài vậy đó. Thôi đi vô giùm tôi đi mẹ, nhìn cái mặt bà tôi còn muốn ói nữa. Đi, đi, vô, vô, vô. Nè, lẹ lên. Một cánh hoa hồng đỏ thắm bên đường. Này anh hai, đừng hái hoa dài. Hãy hái sum cánh hoa, hoa tình yêu của tôi. Ép vào má thắm cho hoa được bền lâu. Ơi anh hỡi, mình vừa biết nhau. Mình gặp nhau chốn đây mà lòng đã thấy ngất ngây. Nếu tình anh đã dành riêng đến em, hãy nói với em một câu nói êm đềm. Em đâu lừa dối câu ân tình để anh buồn. Này anh, trọn tình với nhau, tình yêu ta đã trao, thề trọn đời ta có nhau. Tình yêu ta đã trao, thề trọn đời ta có nhau. Tình yêu ta đã trao, thề trọn đời ta có nhau. Vậy lần sao? Bị lui à? Lần sao không hiểu? À, bị lui là tiền la, trời tiền ơi. Tiền á? Sao nào nào tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương. Từ sau ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Là siêu bông chờ em chờ đến bao giờ, để anh dệt thêm giấc mơ. Đành ôm môi tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp.
khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương. Từ dạo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày. Như người ta hát diêu bông, như người ta tranh lá diêu bông. Chờ em chờ đến bao giờ, để anh dệt thêm giấc mơ. Đành ôm mối tương tư đau, thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Đành ôm mối tương tư đau, thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp một cái đặc điểm của Quang Lê. Như trước đây Kỳ Duyên đã nói là Quang Lê lớn lên ở hải ngoại mà bao giờ cũng mang trong tâm hồn cái dòng nhạc quê hương. Như vậy chứng tỏ cho chúng ta biết là những cái dòng nhạc thường thường nó có ở trong dòng máu ngay từ lúc nhỏ và lúc cho tới lúc lớn. Và nhiều khi trong một gia đình không có ai là nghệ sĩ cả, bỗng dưng tự nhiên đẻ ra một người con lại có những giọng hát thật là hay. Thì thưa quý vị, người nữ ca sĩ Tí Hon mà Kỳ Duyên sắp giới thiệu đến quý vị, có lẽ đây là cái dòng nhạc đã lưu truyền ở trong em từ lúc mới lọt lòng mẹ. Vì nếu quý vị đã theo dõi những chương trình The Voice Kids thì quý vị cũng biết em đã đoạt giải Á quân, và năm nay em chỉ mới 10 tuổi. Nhưng đặc biệt chỉ mới 10 tuổi, trong khi con nít tuổi đó thì thường thường ưa thích coi những phim vẽ, thích những bài hát vui nhộn, thích những bài hát ngoại quốc, thậm chí còn rất thích những bài hát của Hàn Quốc nhảy. Nhưng mà đặc biệt em chỉ thích hát những dòng nhạc Việt Nam và đặc biệt là dòng nhạc quê hương. Hôm nay chúng tôi xin dành cho quý vị một bất ngờ thật thích thú trong nhạc phẩm Đất Phương Nam. Xin mời quý vị chào đón nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi. Dòng cửu long dài
người xưa từng ở nơi này. Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất. Cho ta thêm yêu bầy chim sao. Số mày lại héo dần.
trên bếp dưới vắng tanh. Đời giới trong mỏi mòn, ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa. Trời xa mưa giông, cho mưa heo gió mèo cây cầu, cha bắc qua sông để mẹ về nước tuột nuột dây. Trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhiên bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm câu. Giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rui mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dậy bầu, mày còn không héo mấy mưa dầm, mày lại héo về. Trên bếp dưới vắng tanh, đời giới trong mỏi mòn, ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa. Trời xa mưa giông, cho cha bắc qua sông để mẹ về nước tuột nuột dây. Trời xa mưa giông thưa buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, bó mặt dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhiên bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm câu. Chén canh cá cắm Quang Lê, cảm ơn Phương Chi. Bây giờ em ở lại đây,
để cho ba Lê đi vào thay đồ nha. À, thứ nhất đó là cô phải nói là con hát hay quá. Bây giờ cô hỏi con nè, hồi đây chứ lúc mà con đi hát thì ai dạy con hát vậy? Dạ là cô Út của con. Cô Út của con hả? Cảm ơn cô Út. Vậy trong các ca sĩ mà con thích, lúc con tập hát con nghe theo thì con nghe ai nhiều nhất? Dạ con nghe cô Hương Lan nhất, nhiều nhất. Wow, bây giờ cô hỏi thật con nha. Chú Quang Lê đi vào rồi đó. Con thấy chú Quang Lê hát có hay không? Dạ hay. Dễ thương quá vậy. Cảm ơn con rất nhiều nha. Thưa quý vị một lần nữa, nữ thần đồng tí hon của chúng ta. Quá dễ thương. À, và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình là nhạc phẩm mang tựa đề Về đâu mái tóc người thương sẽ được gửi đến quý vị qua một tiếng hát rất quen thuộc mà quý vị đã yêu mến từ bấy lâu nay. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Phương Thanh. Quý nhân xin chào, xin chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Hôn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên dèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép năm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lầm phong trườn tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa vai vơi, lầu kín trăng về không lối chiếu, ga cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi. Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu đường phố muôn màu sao thiếu em. Về đâu làn tóc xòa bên tiếng lá rơi.
Xin mời quý vị. À, Phương Thanh, à, Phương Thanh đứng lại. Kỳ Duyên có một cái việc này để nhờ Phương Thanh. Thưa quý vị, là vì hôm nay chúng tôi có những nhà bảo trợ, có những món quà muốn tặng quý vị. Đặc biệt là hai cái voucher của Spa Cơ Thị trị giá 16 triệu và của phòng trà Huy trị giá 5 triệu để quý vị có thể dùng tại spa và tại phòng trà. Nhưng mà cũng như là để đố vui thì Kỳ Duyên sẽ nhờ Phương Thanh đứng ở trên đây hát một câu của bài hát, và Kỳ Duyên và anh Quân sẽ xuống khán giả để mời một vị khán giả đứng lên trả lời, và vị nào trả lời đúng thì sẽ được cái voucher đó. Quý vị chuẩn bị chưa? À, chị Tranh sẵn sàng chưa? Phương Trân đã sẵn sàng và Phương Trân sẽ hát nhạc của Quang Lê. Bây giờ hai đứa mình đi xuống ha. Rồi, bây giờ thì anh Quân và Kỳ Duyên sẽ đi sang hai bên đi ha chị ha. Bây giờ Kỳ Duyên xin đi trước, có ai muốn nào giơ tay lên không? Để làm volunteer không? Vâng thôi chị, em áo đỏ đi. Em áo đỏ đứng đỏ rực trời mà lại giơ tay rất là cao. Thành ra chị xin mời em ra đây. Rồi bây giờ chị Phương Thanh sẽ hát một câu, rồi chị sẽ cho em ba câu trả lời. Rồi em đoán một trong ba câu nha. Đập vỡ cây đàn dẫn đời, đập vỡ cây đàn. Rồi đây là ba câu trả lời. Gánh hàng rong, đập vỡ cây đàn, đập vỡ đầu. Thì em nghĩ là cái nào? Dạ em chọn đập vỡ cây đàn. Đúng rồi. Chị xin tặng em một voucher một lần nữa trị giá 10 thì cái này của Cơ Thị Spa và phòng trà Huy trị giá là 16 triệu và 5 triệu. Chúc em nha, may mắn. Chúc mừng em. Nếu như em đoán bài hát đó là đập vỡ đầu thì chắc em sẽ được double, được gấp đôi phần quà này lên. Rồi bây giờ anh Quân có thể đi xuống xa hơn một tí. Bây giờ thì chắc là sẽ đi xuống phía dưới này một chút xíu ạ. Có các anh chị nào ở phía khu vực này giơ tay lên không ạ? Có ai thể hiện một cái gì đó vui vui, dễ thương để... Chắc là bây giờ sẽ chọn một người nam đi ha. Được không ạ? Rồi, xin mời bạn áo đen. Xin mời bạn qua đây. Bây giờ thì... bạn sẽ nghe chị Tranh hát một bài nữa và Quân cũng sẽ đưa ra cho bạn là ba tựa và bạn sẽ đoán một trong ba tựa. Rồi xin mời chị Tranh ạ. Anh ở nơi nào có còn mùa xuân không anh? Có một câu như vậy đoán được không? À, khán giả không được nhắc nha. Bây giờ đoán được đúng không? Rồi bây giờ bạn sẽ có ba tựa sau đây. Nhớ nhau hoài, nhớ nhau mãi, nhớ mãi khôn nguôi. Bây giờ bạn chọn tựa nào? Xin trả lời là nhớ nhau hoài. Có đúng không ạ? Tại sao không phải là nhớ nhau mãi ạ? Tại vì nó là nhớ nhau hoài. À, tại vì nó là nhớ nhau hoài đúng không ạ? Nếu quý vị thấy đúng thì xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho bạn. Và đây sẽ là một cái voucher của Cơ Thị Skincare và Clinic, viện thẩm mỹ nổi tiếng với các công nghệ trị liệu cho làn da và cơ thể cũng như các chương trình phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện với các cố vấn bác sĩ quốc tế giỏi tay nghề, kinh nghiệm lâu năm đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Và bên cạnh đó thì bạn sẽ có một cái voucher của phòng trà Huy, là một cái phòng trà mà có rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ nổi tiếng cũng như là khán giả đến đó để nghe họ hát. Xin được gửi tặng cho bạn và chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay để chúc mừng bạn với Nhớ Nhau Hoài. À, vâng, cảm ơn Phương Thanh rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, để trở lại và tiếp tục chương trình là nhạc phẩm Nỗi Buồn Gác Trọ. Và trong nhạc phẩm này, quý vị sẽ thấy có phần phụ họa của Trương Nam Thành là một á quân trong bước nhảy Hoàng Vũ bên cạnh Thảo Uyên và cùng với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Lê. Lành về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng
cài sóng thưa. Nhớ ai mà anh đèn liêu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lê hè phố. Có người con gái buông tóc thề, thu bé ấm chuyện vũ quý, kết nên tà áo màu hoa tươi, đáp cho buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một bâng khuâng gắn băng khiêu tìm đèn đêm, nhớ nhung đi vào quên. Sông sâu cô nhân ơi đi về đâu, gửi hồn chim vào đôi mắt ai ăn chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trơn lối về, dâng sầu nhân thế động trên mi. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm này lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một. Tròn đê ngàn đời nhớ nhau, phố nhỏ đường mưa trơn lối về, răng sầu nhân thế đọng trên mi. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm này lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một người. Có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ, nỗi niềm này lại vơi mỗi mùa tiễn đưa một người. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ Quang Lê xin mời quý vị vừa hồi là đã xem bé Phương Mỹ Chi hát với Quang Lê. Mỹ Chi và Quang Lê đã là hai thế hệ rồi. Và bây giờ Quang Lê xin mời một thế hệ còn hơn cả Quang Lê nữa. Mời quý vị một tràng tay để chào đón nam danh ca Elvis Phương. Elvis Phương xin trân trọng kính chào tất cả quý vị hiện diện tối hôm nay và chúc quý vị một đêm thật vui. Có ba người anh đi quân đội lâu rồi. Nàng có đôi người em, có em chưa biết nói. Tóc nàng hay còn xanh, tóc nàng hay còn xanh. Tôi là người chiến binh xa gia đình đi chiến đấu, tôi yêu nàng như yêu người em gái, tôi yêu người em gái, tôi yêu người em gái, tôi yêu. Ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân, bung đầm quê bên đôi giày chiến sĩ. Tôi mới từ xa nơi đơn vị về, tôi mới từ xa nơi đơn vị về. Nàng cười vui bên anh chồng thì thôi, thời loạn đi
tôi đi. Từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại, lấy chồng chiến binh mấy người trở lại, mà nhớ khi mình không về thì thương cho người vợ bé bỏng chiều quê. Nhưng không chết người trai chiến sĩ, mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ, mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ, mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Ôi ôi, ôi ôi. Tôi về không gặp nàng, má ngồi bên hồ và chiếc mình hoa ngày cưới đã thành chiếc mình hương. Nhớ xưa có ba người anh đi quân đội lâu rồi, nàng có đôi người em, có em thơ sẽ lớn, tóc nàng hay còn xanh, tóc nàng hay còn xanh. Ôi một chiều mưa rừng nơi chiến trường Đông Bắc, ba người anh được tin người em gái thương đau, và tin dần đi mau rồi tin cứ theo sau. Những đôi sim, đôi tim hoa sim, tim cả chiều hoang biển biển. Rồi mùa thu trên những dòng sông, làn gió thu sang, gió gợn gợn trên mù vàng. Chiều hành quân qua những đồi sim, những đoàn quân và tiếng quân ca có lời nào ru hời hời. À ơi, à ơi, áo anh xích chỉ nước ta, vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu. Nhưng đôi xin, nhưng đôi xin, đôi tim hoa con cảm ơn chú rất là nhiều. Thật sự quý vị biết không, dòng nhạc của cháu hát là dòng nhạc bolero, nhạc trữ tình, mà đôi khi có người nói cái nhạc này nó không được bình thường. Nhưng mà con cảm ơn chú rất là nhiều. Hôm nay lần đầu tiên được hát với chú. Chú là một dòng hát tenor chắc mạnh, còn cháu thì một hát là trữ tình sâu lắng. Mà hôm nay kết hợp bài hát này, quý vị thấy hai chú cháu chúng tôi hát như thế nào à? Xin một lần nữa, con cảm ơn chú Elvis Phương rất nhiều. Một lần nữa, một tràng vỗ tay dành cho nam danh ca Elvis Phương. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, ca khúc kế tiếp, xin mời quý vị thưởng thức một bài hát của nhạc sĩ Anh Bằng, phổ theo một bài thơ của nhà thơ Phan Thành Tài. Ca khúc mang tên
Anh Còn Nợ Em. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều êm. Anh còn nợ em dòng xưa bến cũ, dòng xưa bến cũ con sông êm đềm. Anh còn nợ em chim về núi nhạn, trời mờ mưa đêm, trời mờ mưa đêm. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng nắng chớm qua xem. Anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối anh còn nợ em. Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ anh còn nợ em. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều êm. Anh còn nợ em dòng xưa bến cũ, dòng xưa bến cũ con sông êm đềm. Anh còn nợ em chim về núi nhạn, trời mờ mưa đêm, trời mờ mưa đêm. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng nắng chớm qua xem. Anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối anh còn nợ em. Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ anh còn nợ. Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ anh còn nợ em. Và kính thưa quý vị, ca khúc thứ ba Elvis Phương xin kính mời quý vị thưởng thức một bài hát của nhạc sĩ Trần Quảng Nam, đó là bài 10 năm tình cũ. À,
Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi, một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mắt buồn. Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ. Quên đi mong muốn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi một dòng ký ức vẫn gọi tên em cả một trời yêu. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Đành nhủ lòng thôi, xa từ kỷ niệm. Cho qua bao năm, mộng buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm, ngày dài qua mãi. Trông em hôm nay, thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt, tình đánh quên lãng. Như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi một dòng thư cũ mãi còn chúng ta một đời cuồng si. Một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Đành nhủ lâu thôi, xa từ kỷ niệm. Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi. Trông em hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt hình như em đã quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Em ơi bên kia còn chẳng nhung nhớ. Như anh hôm nay thấy mưa trở về. Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ. Rất nhiều. Xin được cảm ơn nam danh ca Elvis Phương
Thưa quý vị và các bạn, người Việt Nam chúng ta không ai là không biết đến chuyện tình Lan và Điệp, một câu chuyện tình hư cấu nổi tiếng của Việt Nam từ nhiều thập kỷ trước. Câu chuyện kể về một mối tình rất lãng mạn nhưng đầy trắc trở của một cô gái tên Lan và một chàng trai tên Điệp. Và cũng chính vì hận tình mà Lan đã phải cắt tóc đi tu. Thưa quý vị, chúng ta thường hay ví chuyện tình Lan và Điệp như là thiên tình sử Romeo và Juliet hay Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Câu chuyện này cũng đã được chuyển thể sang rất nhiều loại hình nghệ thuật như âm nhạc, kịch nói và đặc biệt là trong cải lương, với vở cải lương Lan và Điệp rất nổi tiếng và được nhiều thế hệ nghệ sĩ trình diễn thành công. Và ngày hôm nay trong live show Hát trên quê hương lần thứ hai của Quang Lê, anh Quân xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trích đoạn Lan và Điệp với Quang Lê trong vai Điệp, ca sĩ Phương Thanh trong vai Lan, diễn viên Ngân Quỳnh trong vai bà Cử, nghệ sĩ Hồng Vân và Minh Nhí trong vai vợ chồng ông Phủ. Xin mời quý vị. Và bây giờ trích đoạn Lan và Điệp xin được bắt đầu. Cho má anh luôn, xong cái mua đồ ăn nấu cho anh ăn bữa. Bộ chiều nay anh đi hả? Bộ ở trển vui lắm hả? Lan à, đối với tôi á, không có chỗ nào mà vui bằng chỗ này hết trơn á. Không có nơi nào mà đẹp bằng nơi đây. Lan có biết không, mỗi ngày tôi qua đây, tôi được gặp Lan, tôi trò chuyện cùng Lan là tôi vui lắm á. Cho nên Lan vui lên đi, để tôi yên lòng tôi đi thi. Đâu có, tôi vui lắm á, tôi không có buồn đâu. Nè anh thấy tôi cười không? Tôi cười nha. Trời ơi, cười về mặt bí xị vậy? Tôi đâu có bí xị đâu, người ta đi lo cái chuyện công danh, tôi đâu có cản chi đâu. Mà người ta mà đi rồi, chắc ở đây buồn lắm á, ở nhà này buồn lắm, bác gái cũng buồn, rồi tôi cũng buồn nữa. Lan nói vậy chứ hồi nào giờ, cứ hễ hè xong á là tôi lên trên kia tôi đi học, chứ cưa bao giờ tôi ở đây hoài đâu. À mà có hồi còn nhỏ xíu thì có, Lan còn nhớ không? À, Lan nhớ rồi. Hồi đó hai đứa mình ở... Bậy. Hai đứa mình ở... Ta nói bậy. Không, ta nói là hai đứa mình ở nhà tắm mưa. Vậy mà Điệp cứ tưởng... Thì anh Điệp nghĩ sai không á nha. Rồi Điệp dẫn Lan đi hái ổi. À. Cái... Về nhà cái hai đứa cùng đánh bị đòn. Lan nhớ không? Lan nhớ rồi. Lan nhớ hồi đó đó, cái Lan không có biết bơi. Anh Điệp kết cái bè chuối xong rồi anh Điệp dạy cho Lan bơi. Bây giờ Lan bơi giỏi hơn anh Điệp luôn rồi đó. Vậy á. Nhưng mà tôi nói nghe nè, người đời người ta nói á, xa mặt là cách lòng. Sao tôi sợ quá à? Mà nhất là cái chuyện ông Phủ Trần á. Hả? Sao Lan biết? Không, không phải tôi nghe lén đâu nha. Tại vì tôi đưa đồ cho bác gái, cái tôi đứng ngoài hè tôi nghe hết trơn rồi. Hey, hơi đâu mà Lan nghe ba cái chuyện thiên hạ đó. Ai mà dạy gì mà gả con gái cho cái thằng trò nghèo, học hành thì rớt lên rớt xuống như tôi. Nếu mà có chuyện đó, chắc tôi buồn, chắc tôi chết, chắc tôi đi tu quá. Sao nhiều chắc dữ vậy? Tôi xin thề với Lan á, trong lòng của tôi chỉ một mình Lan thôi. Nếu như mà Lan không tin nè, tôi xin thề nè. Tôi tin rồi, tôi tin rồi. Bây giờ tôi nói nghe nè. Bây giờ tôi, chiều nay anh đi đúng không? Tôi có quà cho anh đó nha. Gì đây? Rau muống.
Tôi ở trển không có rau muống. Thì cầm giùm tôi đi. Để đây nha. Ừ. Nè, tôi cho nè. Cho tôi cái gì đây? Tiền á. Tiền? Ừ. Sao quá trời vậy? Ôi, tôi để dành lâu lắm mới được á. Ý, không phải. Cái gì vậy? Ôi, chết rồi. Hôm nay rằm, tôi đi mua đồ chay cho ba ăn. Mà tôi nói nghe nè, anh cũng ăn chay cho nó ốm đi. Tàu hũ hả? Ừ, tàu hũ đó. Anh ăn chay cho nó ốm đi, lúc này anh mập lắm á. Sao vậy? Lan à, không phải là tôi mập đâu. Tại mới vừa rồi ở trên tỉnh á, tôi bị tai nạn, cho nên bây giờ nó xe nó còn sưng nè. Chứ tôi ốm lắm. Tôi bị xe hơi đụng mà, cho nên tôi còn sưng người đau nhất quá trời nè, thấy không? Chứ bình thường tôi cũng coi được lắm chứ bộ Lan. Giờ Giang yên lòng chưa? Giờ tôi cho anh tiền nha. Ừ. Ủa? Anh có lấy tiền của tôi không? Tiền gì, tôi mới qua đứng trước nhà Lan mà có lấy gì đâu. Tôi không có giỡn đâu nha. Ở đây có hai đứa, anh không lấy tiền của tôi, ai lấy? Trời đất ơi, bảo các bạn làm được chứng, tôi mới đứng trước nhà tôi Lan coi, đây nè. Có lấy tiền của tôi không? Cái gì nữa trời ơi. Ôi, tôi xin lỗi nha. Tôi xin lỗi. Tôi hay quên lắm. Tôi biết mà. Giờ tôi cho anh tiền nha. Ôi, sao mà khó vậy trời. Đợi tôi chút nha. Trời ơi, sao tôi cẩn thận, tôi gói tùm lum mà. Sao mà lâu dữ vậy nè. Rồi, tôi thấy rồi. Tôi coi nè. À, một đồng hai nè. Đồng tư nè. Hai đồng bảy nè. Ba, hai đồng chín nè. Ba đồng hai. Rồi, tôi cất hai cắt nha. Tôi cho anh ba đồng. Đó. Ừ, nhưng mà tôi nói nghe nè, lên trển á là không có được ăn bánh bèo bột lọc nha. Ê, ăn bánh bèo bột lọc, đừng có ăn cà lem, nó đau bụng á nha. Ừ, tôi đưa nè. Ừ, nhưng mà tôi nhắc anh cái này nữa nha. Có trường tông chúng người ta đó, đi xe cẩn thận nữa, lần tôi nữa nhớ không rồi, có được đâu đó nhớ nha. Rồi. Ừ, ừ, rồi cái tôi đưa cho anh nè. Không, nhưng mà để tôi nhớ coi còn gì tôi chưa dặn không. Ừ, nhưng mà hết rồi, tôi đưa cho anh luôn á. Thôi không lấy đâu. Sao vậy? Quê rồi. Sao vậy? Ừ ha, tôi nói hoài mà tôi không có đưa. Thôi tôi đưa nè, cầm cho giùm thì tôi cho, đi. Cho mà giật lại hoài sao mà lấy được. Cầm giùm đi, tôi xin lỗi mà, đi. Trời ơi Lan, Lan làm tôi cảm động quá. Cảm động hả? Mới cho có 3 đồng mà cảm động. Thôi tôi cho hai cắt nữa luôn nè. Đó. Trời đất ơi, Lan biết không, hồi nào giờ không ai cho tôi tiền hết trơn á. Lan làm tôi xúc động quá. Xúc động nữa? Nhưng mà tôi hết tiền rồi. Tôi thương Lan quá à. Lan ơi, dấu đèn đô thị ngọn xanh ngọn đỏ, anh vẫn muôn đời thương nhớ mảnh trăng quê. Thôi anh đi đi. Anh đi nha Lan. Ừ, anh đi đi nha. Lan ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi nhớ đổi rồi qua thăm. Tôi nhớ rồi, anh má đi tôi đi nha. Ừ, tôi lo cho má anh luôn. Ba tôi chết rồi, không có cần thăm. Lên trển nhớ đánh dây thép vô cho tôi nha. Anh đi nhớ đi. Qua thăm má tôi, về ba buồn nha. Anh đi đi. Đi đi mà. Nắm tay hoài sao đi. Quên. Anh đi nha. Mm-hmm.
vô tôi bỏ tù cặp dùi ông á, ở đó đã mình nhũn não rồi hả, mà đã đánh trống nó vọng từ trên đầu nó vọng xuống đường hẹp vậy hả, bực mình à. Thôi quá trời hàng xóm đứng đây á, mà mình á thì không có giữ hình ảnh gì hết trơn à. Có hình ảnh đó mà giữ mệt quá à. Trời đất ơi, phải công nhận bà nghèo mà sao hàng xóm ta nhiều dễ sợ à. Còn hai vợ chồng mình giàu mà sống ai chơi hết á. À dạ, vợ chồng tôi xin kính chào hàng xóm à. Thank you. Dạ xin giới thiệu, đây là vợ tôi chứ không phải bao gạo đâu nghe. Nói nghe nè, hàng xóm đừng về nghe, ở lại coi quánh lộn. Cha này đi tới đâu là quánh lộn tới đó à. Trời ơi, vô duyên quá đi. Trời đất ơi, vô đây từ nãy giờ mà không thấy nhìn cái nhà chứ đâu phải cái chùa đâu rồi. Chị Cỡ, chị Cỡ, chị đâu rồi? Chị Cỡ. Dạ em nè anh. Trời ơi, trời cái gì vậy? Trời đất ơi, tự nhiên trong bàn thờ nhào ra tưởng hiện hồn cơ vậy bà nội. Hiện hồn mà nào mà hiện hồn. Trời ơi cái gì vậy trời. Ông sao á? Có thấy ghét không? Có ba người làm như rảnh đó mà leo lên bàn thờ ngồi sắp lớn, thấy ghét không? Dạ em xin chào anh chị Phủ. Dạ chẳng hay anh chị Phủ xuống dưới cha xa xôi này làm gì? Dạ có phải là anh chị đi du lịch sinh thái không ạ? Tôi rảnh lắm hả? Bộ rảnh lắm sao xuống đây học sinh vật mà đi du lịch sinh thái? Nè cái công việc của tôi á là nó ngập đầu đây nè, biết không? Đăng đăng đê đê nè, bao nhiêu chuyện nó đập ở trong mặt tôi nè. Tôi rảnh lắm sao mà hỏi vô duyên vậy? Muốn gây lộn không? Dạ trời ơi, ông làm ơn làm phước đi, ông giữ cái thể diện, cái hình ảnh giùm tôi đi. Giống như con gà tre vậy mà gặp ai cũng nhoi hết à. Ông thử ông nhoi tới ngày mai không cao hơn bả nhoi hoài. Người ta đàn bà phụ nữ ăn nói nhẹ nhàng thôi. Ông riết ông quen ông chửi bới tôi rồi, gặp ai ông cũng chửi hết trơn hết rồi à. Chửi cái gì? Tôi nói chuyện đàng hoàng vậy mà bà nói tôi chửi người ta. Hả? Bà mấy ông á. Tôi nhỏ nhẹ lắm rồi đó nghe. Nha, bây giờ bà muốn cái gì? Muốn gây lộn không? Xin lỗi mình mốt em dám chửi mình nữa. Dạ, kính thưa anh chị. Dạ, anh chị lớn rồi. Có gì mình về mình đóng cửa dạy nhau. Dạ, chứ anh chị đừng có cãi cọ đây á, thiên hạ nhìn vô họ cười chết. Chị vô duyên, ông chửi tôi thì kệ tôi. Ông là chồng tôi không có quyền chửi tôi. Trời ơi, chị làm gì chị dạy dỗ ông vậy? Bộ chị là má ông hả? Trời đất ơi trời, có bà ngu dễ sợ không? Tự nhiên cái bà tôn lên, bà là má tôi và bà nội. Hả? Sao cái giống gì mà ngu quá vậy? Ý bà đó là nói vợ chồng mình á có về nhà đóng cửa lại sủa nhau đó, hiểu không? Ý bà nói mình là bầy chó đó, hiểu không? Vậy chị nói vợ chồng tôi là chó hả? Dạ, vậy có. Là nếu vậy chị nói ổng là con chinh qua qua còn tôi là môn đót hả bà nội? Dạ đó là tại vì chị nghĩ. Trời đất ơi sao bà khôn dữ vậy bà nội? Có ai nói đâu tự nhận vậy má? Sao có con vợ mà nó ngu triền miên vậy trời? Xin lỗi mình mốt em dám ngu nữa. Ủa sao vô đây à, nãy giờ tôi bắt tôi đứng hoài vậy đó hả? Dạ em xin lỗi anh chị. Dạ xin mời anh chị ngồi. Dữ ác không á? Dạ. Vô năm trước năm sau mới mời ngồi à? Ngồi đâu? Ngồi dưới này vậy đó hả? Dạ không có. Dạ. Ngồi đâu? Dạ xin lỗi anh chị, nhà em nghèo quá à, cho nên không có mua ghế mua bàn. Anh chị ngồi đỡ trên phản. Cái đó cái chổng mà không cái phản à? Dạ không em nói. Không có đi học hả? Em nói vậy cho nó sang. Trời đất ơi, nghèo mà đeo bông, nghèo mà mày đặt lé đâu trề đâu, lé đâu trề đâu. Dạ không có vậy em. Mà nói chồng, gì mày nói cái chổng nên nó cái phản. Sao không nói bộ salon luôn đi? Mệt mỏi à. Ngồi đây phải không? Xin phép mình cho em ra em chào chị một cái nghe mình. Chị, chị khỏe không chị? Dạ khỏe chị. Từ hồi tôi lấy chồng tới giờ á, tôi chưa biết chị là ai đó. Trời ơi, chồng chết chắc vui lắm em. Trời đất ơi trời. Trời bà nội bà hỏi vô duyên vậy bà nội, chồng bà chết bà vui không? Vui chứ. Trời ơi. Trời ơi, trông chả chết hoài chứ không có chết chị. Dạ. Làm như bây giờ á, ăn cái giống gì mà thành tinh luôn rồi chị. Trời ơi, tôi nấu cơm tôi lận cắm sú trong không mà nó không chết là không chết nha chị. Dạ chị. Trời ơi, hèn chi mỗi lần tôi ăn cơm tôi thấy bợm trong này không mà trời. Thì đó giờ hồi đó giờ cho tôi ăn cắm sú đó hả? Qua đây ngồi. Xin phép chị xuất giá tòng phu nghe chị. Dạ. Em phải qua bển ngồi với ảnh. Dạ. Chào chị. Dạ. Trời đất ơi trời. Bà bên này động đinh sao bà không ngồi bà làm cái gì vậy? Cưng cho em dựa dẫm chút đi. Dựa gì? Ta thiếu hơi chó mà. Trời đất ơi. Thiếu hơi trai. Nghĩ sao nó thiếu hơi chó vậy trời?
Ông là ông Chinh Hoa Hoa, ông là chó chứ không là trai hồi nào. Bà ngồi vậy bà hô bà dựa hả? Ngồi vậy là đè người ta nè má. Ngồi mà thịt nó tràn qua nhà người ta đây nè. Tôi nghi mai mốt là thịt đè tôi chết đây nè. Qua bên này ngồi. Xin lỗi mình mốt em dám ước mơ nữa. Chồng tôi khó nhiều cái không đáng á chị. Ôi trời trời ơi trời ơi. Trời ơi bà có biết bà nặng nề, bà làm ơn bà ngồi nhẹ nhàng giùm được không? Hả? Mỗi lần bà ngồi cái người ta tưng lên vậy bà mới chịu hả? Dạ anh chị em còn có con cái một anh chị. Còn con cái một, nhà em nghèo lắm. Tôi đền. Cái chồng chứ phải salon đâu mà làm cái ghê vậy, tôi đền. Dạ dạ. Anh dữ quá. Thấy chưa? Thấy nhục mặt chưa? Trời ơi, đi đâu với mình em cũng mang nhục hết trơn rồi. Làm vậy là bị gì vậy? Em mệt, bị tụt huyết. Tụt huyết hả? Chị em nằm đỡ chút xíu nghe chị. Dạ chị nằm tự nhiên đi chị. Là bạn gái đi tới đâu nằm tới đó hả trời? Ơi nó mệt mỏi nhiều cái kỳ cục lắm trời ơi. Thánh thần thiên địa phải nằm phơi thay thấy ghê không? Chị máu kiếm cái gì bự gấp đôi nghe chị. Này nhỏ quá chị ơi. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Cái này là 10 đứa như tôi nằm còn dư chỗ đó. Bà nằm giống y như con chó biển bị mắc cạn hà. Ngồi dậy giùm đi bà nội. Ăn là cho mập thay rồi không chịu di chuyển à. Làm gì cũng bị ông chửi hết trơn trời mệt. Dạ thưa chị. Chị có muốn thắp nhang cho chồng tôi không chị? Giờ ra thắp nè chị. Dạ. Thắp cho ảnh cái để chạnh lòng tội quá. Chị để em chị. Thay kệ em đi, em muốn làm gì đó em làm. Ôi trời ơi chào anh. Anh khỏe không anh? Hai. Trời ơi rảnh quá chào tấm hình con hơ à. Chị. Dạ. Mới mốt á chị. Cái bàn thờ của ảnh á. Chị phải chụp cái hình á mà canh cái lúc anh sắp chết đó chị chụp. Dạ. Chị hiểu không? Cái hình này trẻ hơn so với chị. Nhiều khi mình đứng thắp nhang mình chạnh lòng. Em nguyện trong lòng rồi mốt chồng em có chết á là em canh ngay lúc chả sùi bọt mỏ em chụp cái pạc rồi đưa lên. Nó xấu chị, hả chị? Cho nó xấu đơi điên xấu đảo đi để mình không có chạnh lòng. Bà yên tâm dạ. Đi. Mai mốt tới bà không cần chụp nguyên cái hình đâu. Chụp cái mỏ thôi là biết bà rồi đó. Nghe. Đốt nhang đi. Chị đốt mà em cái chị. Dạ. Sau này không khó nhiều cái kỳ quá à. Dạ. Tại vì tánh ảnh nào giờ cái gì chị? Trời ơi anh ơi lâu quá mới không gặp anh đó anh. Anh chết gì cũng lẹ ghê ha. Rồi anh ở chính suối lâu rồi anh từng uống nước suối chưa anh? Trời đất ơi. Trời hỏi vô duyên vậy. Trời ở dưới làm gì có nước suối cho bà uống mà bà hỏi vô duyên vậy. Bà hỏi câu khác được không? Ủa cái đó vô duyên lắm hả mình? Em dặn ảnh uống rồi phải uống nước chín. Hoặc uống nước suối có thương hiệu chứ để không? Uống nước suối rừng á rồi chết lần nữa sao đầu thai. Trời đất ơi. Bộ kỳ lắm hả? Anh ơi, anh ở dưới suối vàng lâu rồi anh có từng đi đào vàng chưa? Trời ơi. Bà bước qua đây. Bà bước qua đây. Bà tin không? Tôi thục ba bi vô chỗ giờ đó nha. Bà qua đây. Để tôi làm việc. Không có duyên dùng vậy trơn à. Ngồi im đó. Ngồi trước đi, ngồi trước. Ngồi định vị đi. Chồng trước vợ sau. Ba ngồi định vị đi. Dạ ngồi nhẹ nhẹ thôi. Sợ ghê vậy đó. Tôi ngồi nhẹ lắm chị yên tâm đi. Ha. Tôi nói cho chị biết. Đó trời ơi cái gì nữa vậy trời. Cái dầm nó đâm vô cái đích nè. Khỏi ngồi luôn vô trong mình bà đó. Đau bụng quá. Chị lên đây tôi nói chuyện với chị nè. Chị lên đây. Dạ. Tôi tốt quá mà chị cử. Dạ. Tôi hiền quá mà chị cử. Dạ. Tôi biết điều quá mà chị cử. Dạ em biết. Thương bạn ha. Dạ. Tôi thương con của bạn. Dạ. Tôi hố con của bạn vô nhà tôi. Dạ. Để tôi nuôi nấng nó, tôi giúp đỡ cho nó. Dạ. Ai có ngờ đâu nó ăn nhậu be bét. Tối nó ập vô trong phòng con gái tôi. Nó lột đồ con gái tôi. Chị nghĩ đi. Tức không? Tức xong tức. Chị coi lại đi, chị dạy dỗ con chị đi. Chứ nó làm vậy là không có được nha. Ờ. Dạ. Lột đồ. Thằng Điệp con chị nó vô trong phòng con gái tôi. Nó lột đồ con gái tôi. Dạ làm sao? Trời đất ơi lột đồ mà bà không hiểu nữa hả? Nó lột đồ con gái tôi ra đó chị hiểu không? Để nó dạ, cho em hiểu. Chị đi tắm chị có lột đồ không? Không hiểu. Trời đất ơi nói vậy mà bà không hiểu nữa. Lột đồ là vậy nè. Đó. Đó. Đó, lột là chị đó. Lột cặp dây nè. Rồi cái nó ấy con liễu con tôi chị hả? Ơi, chị mặc đồ liền cho ảnh tôi. Tôi có đám cưới đâu bà cho tôi mặc sa rê và bà nội hả? Dạ. Chưa thấy một cái người phụ nữ nào mà làm cho chồng mình lả lộ trước công chúng hết trơn trời á. Vậy bà mới hiểu chứ không sao bà hiểu. Bà tin ông, bà tin tới bà bây giờ bà. Bây giờ cần ông tôi lột cho bà coi nè. Bà lột đi. Tối hết bây giờ đây nè.
Người ta coi như là 3 năm sau người ta không ăn thịt kho hột vịt đó, bà hiểu không? Làm gì cũng không vừa lòng ông hết trơn à. Qua bên kia đứng đi, tôi nói cho chị nghe nha. Dạ. Trời ơi, nó vô, nó lột đồ con tôi ra rồi nó đè con gái tôi. Ha? Chị kêu thằng con chị ra đây. Chị là thằng Điệp. Nó đè con tôi ra, nó lột đồ con gái tôi. Điệp ơi Điệp. Điệp ơi Điệp, ra đây mau con. Đó, trời đất ơi, nhìn đi mọi người nhìn đi. Đó nó ăn mặt thay nó vậy đó mà nó đè con gái tôi đó hả? Con gái tôi nó nhỏ, nó bằng con nửa tôi thôi à. Mà nó nở lòng nào nó đè con gái tôi, phải chứ nó đè bà nội này tôi không tức nè, đó. Đó, thì đó. Điệp ơi Điệp. Điệp, con ra con chào cha con tiếng đi đặng cho ông vui lòng coi. Hồi nào giờ con có uống rượu uống chè đâu mà con làm cái điều tác tệ vậy con. Đó, bây giờ bữa nay á tôi xuống đây tôi nói chuyện rõ ràng với chị ha, chị tính đi. Con chị làm như vậy đó, chị tính đi. Dạ thưa anh chị Phủ, con dạy thì cái mang. Nếu như thằng Điệp tôi có lầm lỗi gì á thì tôi là mẹ, tôi nhận hết trách nhiệm. Anh chị cứ việc làm tội làm tình tôi đi. Trời ơi, bà nội làm tội được rồi, còn làm cái kia phần sau tôi không dám làm đâu bà nội. Tự nhiên bà kêu làm tội làm tôi đi à. Ông sao khó khăn quá, người ta nói trúng chứ sao không trúng, người ta nói làm tội làm tình chứ bây giờ sao? À bà muốn tôi làm tình làm tội bà lắm phải không? Trời bà ơi, muốn lắm phải không? Bởi nói chuyện với con Chinh Hu Hu này nó mệt thiệt luôn á. Thiệt á, mình không nghĩ mình làm vợ nó, thiệt á mình không nhịn nó, thiệt á nãy giờ thằng này chết với mình nè. Không chịu nổi á. Ông tin ông, tôi thở một cái ông bay ra chợ Sài Gòn ông nằm đẳng không? Mất sĩ diện người ta hoài à, từ nãy giờ. Rồi giờ sao hả? Dạ thưa anh chị, bây giờ anh chị định tôi xuống đây sao? À, ngày hôm nay tôi xuống đây ha, là tôi quyết định tôi bắt thằng Điệp nghe. Bắt thằng Điệp? Bắt hả? Bắt thằng Điệp. Ừ. Gả cho. Thì bắt thằng Điệp. Bắt đó. Bắt thằng Điệp lên hả? Bắt thằng Điệp kìa. Bắt thì trời đất ơi biết rồi, thì để cho anh phải bắt thằng Điệp là đúng rồi, hiểu ừ. Chưa? Dạ không được, đừng bắt con tôi. Con tôi nó có chỉ phút giao hôn với con Lan rồi. Nếu mà anh chị muốn bắt thì bắt tôi đi, tôi sẽ lên ở nhà anh chị. Bà vô duyên. Tự nhiên bắt bà lên, bà lấy chồng tôi hay sao vậy bà nội? Bà nội vô duyên, ta nói ta bắt thằng Điệp chứ bà lên nhà tôi, bà cướp chồng tôi, cướp nhà, cướp của tôi hay sao vậy? Ta bắt thằng Điệp thì ta mới cướp nhà chị được, chị hiểu không? Thằng Điệp là tôi bắt nó, tôi lấy nó. Hả? Trời. Bà nói gì vậy? Tôi lấy Điệp. Bà lấy Điệp cái gì? Hả? Bắt thằng Điệp lấy đó. Con gái mình. Đúng rồi quên. Bắt thằng Điệp lấy con gái tôi, cái con gì đó chị nhớ tên nó không? Trời con ơi. Gì quên rồi. Trời ơi con bà không nhớ tên, con Thí Liễu má. Đúng rồi. Bắt thằng Điệp lấy con Thí Liễu, đặng mà tôi âm mưu tôi cướp đất cướp nhà của chị hiểu chưa? Khôn ghê chưa? Em khôn ghê chưa? Sao nó ăn cắm sú hay sao mà nó ngu dữ vậy trời? Trời ơi. Bà là khoan kia bà đứng đi. Bây giờ tôi nói cho chị nghe nha, không có nói nhiều với chị nữa ha. Bây giờ có hai cách. Một là thằng Điệp con trai chị nó cưới con gái tôi xong. Hai là ở tù một gông một xương. Tính đi, không có nói nhiều, đi về. Bye bye. Về. Ta nói chuyện bảo một chút. Chị đừng buồn chị. Điệp ơi, con ơi ra thím nói nghe nè con. Biết sao không, ông đàn an nóng tính thì kệ ông đi chị. Rảnh á, chị em mình rủ con Điệp, ba người nhà mình á, đi ra chợ Sài Gòn chụp hình chị. Chi vậy chị? Đưa lên Facebook câu like. Tôi buồn quá, làm sao tôi đi chụp hình tối được. Tối nay bà sẽ được lên Facebook liền đây nè. Trời ơi. Quýnh xúc cái đầu tóc mượn luôn rồi này. Đã xấu nay còn xấu hơn. Em xuất giá tần phu em về nghe chị. Chị ơi, em với chị hai đứa cũng sung sướng gì hơn nhau đâu chị. Một mình em ngu là được rồi chị ơi. Trời ơi, chó mun đọt mà phải lấy chó tinh hoa. Đi về. Dạ em về, mốt em dám chửi mình nữa. Còn chị đó. Trời ơi. Bà đứng bà hù ra không mà xúc nguyên cái đầu tóc mượn vậy đó à. Tôi nói lần cuối cùng nha. Một là con trai chị lấy con gái tôi. Hai, ở tù một gốc. Yeah.
Ông bà bố, ông bà bố. Má, má dạy con đi, con phải làm sao hả mẹ? Con ơi, chỉ phút giao hôn với gia đình ông Tú, mẹ coi đây là lời thề tối khẩn linh thiêng. Con không thể nào phụ lòng Lan được, không thể nào phụ lòng Lan. Thà rằng mẹ để cho con bị tù bị tội, chứ còn hơn là con đem phụ nghĩa Lan. Con lớn rồi, con tự quyết định đời con đi. Mẹ đã nói rồi, chỉ phút giao hôn với gia đình ông Tú, mẹ coi như là lời thề tối khẩn linh thiêng. Lan ơi, Lan, Lan ơi, anh đã phụ em rồi, anh phải lấy thư liệu. Lan ơi, Lan ơi, anh đã phụ em rồi. Chiều kia lũ chim trên cành buồn không ca, chim hỡi xót thương ai. Hàng cây đứng im âm thầm nhìn mây bay che kín phía chân trời. Một con đò vắng đứng bơ vơ bên kia sông, nước trôi lững lờ nghe chừng mang bao thương tâm. Rồi một thân lữ khách lên đò qua bên sông nét mặt Lan ơi, Lan, Lan ơi, mở cửa cho anh vào. Anh Điệp đi về đi, anh Điệp. Em có biết là anh tìm em cực khổ lắm không? Em mở cửa cho anh vào đi. Lan ơi, anh đi về đi. Lan, anh đi Lan về ơi đi. Anh đi về đi. Em mở cửa cho anh vào đi Lan. Đi về đi. Điệp ơi, xin lỡ lần rồi thôi đành chờ kiếp sau. Lan giật đời nên nàng cắt đứt dây chuông từ lưu luyến. Đời Lan khác chi như một cành hoa xuân hương sắc sớm phai màu. Một đêm gió mưa bên ngọn đèn quanh hiu, Lan đã chút linh hồn.
ngoài xa từng tiếng cú kêu sương ôi thê lương, gió than não nề nghe chừng mang bao đau thương, từng hồi chuông ngao ngán ngân dài như khóc than. Tiến một linh em có biết là anh tìm em khổ lắm là anh đẹp, anh đẹp là xin quý vị có thể dành thêm một tràng vỗ tay nữa cho Lan và Điệp được không ạ? Thật là một bất ngờ đối với Kỳ Duyên, là tại vì đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên được thấy Phương Thanh và thấy Quang Lê diễn mà không phải là hài kịch mà là một bi kịch mà rất là nhập vai. Quá tuyệt vời, phải không quý vị? Vâng, thưa quý vị cũng thấy rằng là với trích đoạn Lan và Điệp này thì nghệ sĩ Hồng Vân, nghệ sĩ Minh Nhí hay là nghệ sĩ Ngân Quỳnh là những diễn viên kịch nói chuyên nghiệp. Còn thực sự là đối với Quang Lê và Phương Thanh là hai ca sĩ thì họ cũng là những người tay ngang mà thôi. Nhưng mà có thể nói rằng là phần diễn của họ vô cùng là xúc động, quá nhiều cảm xúc. Và chính vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên dành thêm một tràng vỗ tay nữa để cảm ơn Lan và Điệp. Bây giờ Lê cho chị hỏi Lê một câu thôi. Làm thế nào mà Lê có thể sửa soạn tinh thần đang vừa hát, đang vừa làm hài mà bước qua cái lĩnh vực đóng kịch mà đóng rất đầy cảm xúc như vậy? Thật sự em cũng không biết nữa, em rất là run. Tại vì đây là lần đầu tiên mà Quang Lê nhận một cái vai mà đối Quang Lê là quá to lớn. Lan và Điệp đã được diễn đạt bởi bao nhiêu thế hệ, cho nên Quang Lê là một người ca sĩ nói về vào kịch thì là nghiệp dư thôi. Thì cho nên trong những ngày qua Quang Lê cũng cố gắng, không biết mình có làm được hay không, nhưng mà Quang Lê chỉ nhớ một điều là sân khấu là cuộc đời, mà cuộc đời là sân khấu, đời buồn được thì sân khấu cũng chẳng có gì vui. Xin cảm ơn Quang Lê. Và anh Quân cũng xin được hỏi chị Phương Thanh, là quý vị cũng biết rằng là chị Phương Thanh thì ngoài cái việc đi hát ra thì chị Phương Thanh cũng đã từng tham gia vào đóng kịch, đóng phim. Và ở ngoài đời thì chị Tranh là một người khá là sôi nổi, khá là vui tính, hài hước và đôi khi còn rất là quậy nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì thực sự là em thấy là chị đã rất là xúc động và chị khóc. Mà em nghĩ rằng là đây không phải là diễn, mà đây là chị khóc thật sự, những giọt nước mắt thật sự từ trái tim của chị. Xin chị hãy chia sẻ cái cảm xúc của mình vào ngay giờ phút này ạ. Phương Thanh thì quý vị nhìn vào thấy Phương Thanh rất là mạnh mẽ và nhiều khi còn hơi men chút xíu nữa. Nhưng mà thật sự ra thì Phương Thanh còn ủy mị hơn cả cô Lan đó. Cho nên mỗi lần coi vở Lan và Điệp, Phương Thanh hay khóc lắm. Và hôm nay thì Phương Thanh rất là vui, rất là hạnh phúc khi diễn Lan và Điệp cùng với Quang Lê. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn. Cảm ơn Quang Lê và cảm ơn Phương Thanh. Điệp không bế Lan, bế Lan đi vào hỏi Điệp. Chị Kỳ Duyên biết không, những ai mà thích đánh bài này, rồi thích tìm những cái cảm giác lên bờ xuống ruộng, rồi cảm giác đau khổ trong sòng bài này, thì anh Quân nghĩ rằng là không thể nào không biết đến một cái nhạc phẩm rất nổi tiếng. Nhạc phẩm này để chia sẻ với những cái nỗi buồn tủi, nỗi khổ đau của những người bị thua bạc. Chị có biết là bài gì không? Tất nhiên bài đó là bài Kiếp Đỏ Đen của nhạc sĩ và kim ca sĩ Duy Mạnh. Nhưng mà có lẽ vì anh Kiếp Đỏ Đen nhiều quá
đi sòng bài nhiều quá thì về nhà người yêu bỏ đi rồi. Nên hôm nay anh sẽ đến đây không phải với ca khúc Kiếp Đỏ Đen, nhưng mà một ca khúc để mong người yêu quay trở lại trong nhạc phẩm Hãy Về Đây Bên Anh. Xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Duy Mạnh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cảm ơn. Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi khắp sân. Mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ. Từ khi em ra đi, từng hàng cây trước sân dường như cũng đã sắc sơ đi nhiều. Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy. Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không? Mà sao không thấy một lời cho nhau? Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm. Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào. Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây. Nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm. Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ. Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh. Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh. Mùa thu tan úa, lá vàng rơi khắp sân. Mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ. Từ khi em ra đi, từng hàng cây trước sân dường như cũng đã sắt sơ đi nhiều. Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy. Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không? Mà sao không thấy một lời cho nhau? Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm. Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào. Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây. Nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm. Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ. Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh. Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ơi. Người yêu ơi có biết anh nhớ những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào. Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây. Nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm. Đã ba năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ. Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh. Yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ơi. Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh. Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cảm ơn. Trước khi gửi đến tất cả quý vị ca khúc tiếp theo một lần nữa, cho Duy Mạnh xin gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Và tiếp theo đây Duy Mạnh xin gửi đến quý vị một bài hát. Bài hát này Duy Mạnh viết rất lâu rồi, hơn 10 năm về trước. Bài hát này mang giai điệu của dân ca Nam Bộ. Và bài hát này Duy Mạnh xin hát song ca cùng một nam ca sĩ có chất giọng rất là ngọt ngào. Bài hát mang tựa đề là Buồn Tà Tơi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức cả khúc này. Đắm say trong cuộc tình, lời thề người trao cùng nhau sống chung tình. Trăng sáng những đêm về, ta hẹn hò nơi đây. Rồi người bỏ tôi, kiếm sống nơi thành đô, chốn thành đô sống xa hoa từng giờ. Lòng người đổi thay, tình yêu đã phai nhạt, em đã quên rồi câu ước hẹn ngày xưa. Người đã quay lưng rồi sao chẳng một lời, để tôi ngày đêm vẫn còn hoài mong người ơi. Và cơn mưa chiều nay khiến lòng đớn đau nhiều hơn, nước mắt em rơi nhiều cho lòng buồn tả tơi. Trong cuộc tình, lời thề người trao cùng nhau sống chung tình. Trăng sáng những đêm về, ta hẹn hò nơi đây. Rồi người bỏ tôi, kiếm sống nơi thành đô, chốn thành đô sống xa hoa từng giờ. Lòng người đổi thay, tình yêu đã phai nhạt, em đã quên rồi câu ước hẹn ngày xưa. Người đã quay lưng rồi sao chẳng một lời, để tôi ngày đêm vẫn còn hoài mong người ơi. Và cơn mưa chiều nay khiến lòng đớn đau nhiều hơn, nước mắt em rơi đầy cho lòng buồn tả tơi. Và cơn mưa chiều nay khiến lòng đớn đau nhiều hơn, nước mắt rơi rơi hoài cho lòng buồn tả tơi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cảm ơn. Quý vị thấy là một cái duyên rất đặc biệt với Quang Lê và Duy Mạnh. Quang Lê thì hát dòng nhạc bolero hoàn toàn khác với anh Duy Mạnh.
cái live show đầu tiên thì anh Duy Mạnh đã có một bài hát rất đặc biệt, Nỗi Lòng Người Tha Hương. Mà sau khi mà hai anh em quay hình thì đã có một lượng fan hâm mộ cho bài hát này rất đặc biệt. Và Quang Lê cũng ước mong rằng bài hát Buồn Tả Tơi này cũng có một số lượng người rất là quý mến. Quý vị thấy nhạc phẩm mới của nhạc sĩ Duy Mạnh như thế nào á? Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Duy Mạnh rất là nhiều. Xin cảm ơn Quang Lê và Duy Mạnh. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nối tiếp chương trình bằng một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, một trong những nhạc sĩ tiên phong của nền tân nhạc miền Nam Việt Nam, với khoảng 200 tác phẩm ông đã sáng tác và cống hiến cho khán giả. Dường như mỗi một nhạc phẩm của ông là một nét giai điệu riêng, một nét cảm xúc riêng, nhưng tựu chung lại, đó chính là những tình cảm sâu nặng nhất dành cho quê hương đất nước và tình yêu đôi lứa. Và ngày hôm nay, anh Quân xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một nhạc phẩm trữ tình nổi tiếng của ông được mang tên Xin Thời Gian Qua Mau. Nhạc phẩm này sẽ đến với quý vị và các bạn ngay sau đây qua phần biểu diễn của một nữ ca sĩ mà giọng ca của chị đã chinh phục được đông đảo khán thính giả trong nước lẫn hải ngoại. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Xin Thời Gian Qua Mau với tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời. Từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đêm thâu, thương thầm mối tình ngâu. Ngày về ôi xa quá, cánh nhạn còn mịt mù trong nắng hồng mê say. Lạc bầy chim chiêu chít, hai phương trời cách biệt, đêm chờ và đêm mong. Ta đã quen, quen từng hơi thở, quen tiếng cười và sóng mắt đưa tin. Tám mùa đông, cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những khi trăng tàn soi xóm vắng, đưa nhau về anh viết thành bài ca. Thương những khi chưa hè nghiêng nắng đổ, hắt hiu buồn tiếng vòng nhẹ nhẹ đưa. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi tình xuân đã úa bụi đời. Nhiều lúc biết trách móc hay giận hờn vu vơ, chỉ làm phí ngày thơ. Dù rằng sau mưa bão, gió hiền hòa lại về, vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chỉ xứ người, khi mình còn đôi tay. Từng hơi thở, quen tiếng cười và sóng mắt đưa tin. Tám mùa đông, cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những khi trăng tàn soi xóm vắng,
đưa nhau về, anh viết thành bài ca. Thương những khi trưa hè nghiêng nắng đổ, hắt hiu buồn tiếng vòng nhẹ nhẹ đưa. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi tình xuân đã úa bụi đời. Nhiều lúc biết trách móc hay giận hờn vu vơ, chỉ làm phí ngày thơ. Dù rằng sau mưa bão gió hiền hòa lại về, vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chi xứ người, khi mình còn đôi tay. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chi xứ người, khi mình còn đôi tay. Xin cảm ơn quý vị. Và bài hát tiếp theo là một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Dũng, Huế đêm trăng. Bài hát này Bảo Yến sẽ song ca với ca sĩ Quang Lê.
bước chân theo ngàn sao lặng lẽ, đêm buông lời cùng gió đi không về. Thao thức mãi vầng trăng, người ơi có biết rằng tình ta vẫn âm thầm nặng nề chân bước qua. Đường Huế sao dài quá, bóng người xa quá xa. Nam giao ơi câu hẹn thề, ngày nào thêm não nề, tim ta lắng nghe hồi lời tình xưa vương gót hài. Trăng còn nhẹ lạnh mây trời còn đồng đầy. Trăng còn nhẹ lay mây trời còn bay, Huế còn nhớ thương đồng. Cảm ơn chị Bảo Yến. Và bây giờ liên tục chương trình thì Quang Lê mời quý vị cùng thưởng thức một bài hát chắc chắn quý vị sẽ rất là yêu quý, của một người nhạc sĩ ông đã mất cách đây khoảng 2 năm. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Qua Cơn Mê, sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân. Một mãi qua cơn mê, xa cuộc đời bênh bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một thùa lênh đênh. Ta sẽ thăm từng đường, sẽ đi thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn say, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường quen vắng ta, mai ta lại cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài, vun cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây sau cơn mê,
sông cạn lại thành dòng xuôi về ngọt quê. Ngày đó tay em dài vốn cuộc tình thật đầy mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi nhà. Khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi nhà. Quý vị đã buồn ngủ chưa ạ? Dạ, mới có 1/3 chương trình à. Quý vị ráng ngồi chờ nha. À, thưa quý vị, à, có thể nói rằng là để mà có thể tổ chức một cái live show rất là hoành tráng như vậy tại sân khấu Lan Anh, mà quý vị biết rằng là Quang Lê cũng vừa gặp tai nạn xong, rồi Quang Lê thì ở bên Mỹ và cái phải liên lạc về Việt Nam, phải sắp xếp tất cả mọi thứ để ngày hôm nay quý vị coi được một cái show như thế này, thì thực sự là anh Quân cũng thấy rằng là Quang Lê đã nỗ lực cố gắng rất là lớn, và cái điều đó chứng tỏ được cái tình cảm mà Quang Lê dành cho khán giả tại Việt Nam vô cùng nhiều. À, không biết là Quang Lê muốn chia sẻ gì về cái quá trình mà trước khi mà có cái show ngày hôm nay? À, thật sự thì từ một cái live show không thu hình chuyển thành một cái live show thu hình thì bao nhiêu thứ trục trặc, từ dàn ekip phải mời đạo diễn bên Mỹ về, rồi lighting, sân khấu, tất cả các thứ đều làm khác hoàn toàn. Tại vì khi mà quý vị xem xong quý vị ra về thì bình thường, nhưng mà còn lưu lại hình ảnh để mà cho về sau nữa, cho nên mọi cái khâu thủ tục nó rất là khó khăn. Và Quang Lê hy vọng với cái sự nỗ lực của Quang Lê trong những ngày qua, Quang Lê ước mong rằng quý vị đã hài lòng. Xin cảm ơn Quang Lê rất nhiều. Cảm ơn Quang Lê. À, thưa quý vị, lúc nãy thì chúng ta đã được nhìn thấy hình ảnh của ca sĩ Bảo Yến rất là nồng nàn và lãng mạn trong Xin Thời Gian Qua Mau. Còn bây giờ sẽ là một hình ảnh hoàn toàn khác, sẽ cùng trở lại với Bảo Yến của một thời rất là sôi nổi, rất là trẻ trung và đầy máu lửa trong âm nhạc. Xin mời quý vị sẽ cùng trở lại với tiếng hát Bảo Yến qua nhạc phẩm được mang tên Hãy Thắp Ánh Sáng. Chúng ta hãy cùng chào đón trở lại của nữ ca sĩ Bảo Yến. Sáng trong hồn tôi khi ưu tư đang chất đầy vì tình em đổi thay, bao nhiêu mơ ước đã tan dần, cuộc tình đã mất thật xót xa. Tôi như chơi vơi trong biển khơi, sao em ra đi không quay lại để lòng tôi nát tan. Con tim khô héo trong mọi mòn, nhạc điệu ân ái nay còn đơn, thật đơn đau, trái ngang lòng tôi mang. Cùng tôi đã, tôi chết giữa ngàn khơi, giọt đắng cay thấm tan vào không gian. Qua đêm dài về nơi rất xa, tôi đâu biết đang bay về một hành tinh xa đầy dối gian. Tôi đi lang thang mong tìm em, mỗi cơn đau thương thân dạ rời mà đường không lối đi. Nàng là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi uống men rượu.
rượu cay. Kỳ Duyên không biết là ở trong quý vị khán giả có ai đã coi cái video chuyện cười vừa mới phát hành chưa? À, không có nhiều người coi thì tốt, là tại vì ở trong đó quý vị đã thấy Quang Lê hát rồi đóng bi kịch. Nhưng mà quý vị không biết là Quang Lê còn có cái biệt tài nhái giọng rất là hay, là mà không phải là nhái tiếng Việt Nam, nhưng mà chuyên viên nhái những cô chiêu đãi viên trên những chuyến bay quốc tế. Chẳng hạn như Quang Lê cứ bay Eva Airlines, bay từ đây sang Taipei, thì ngồi một lúc là Quang Lê bắt chước ngay cô chiêu đãi viên Taipei. Xin mời thử một tí coi. Thì lúc mà Quang Lê qua bên Taipei thì vừa bước lên máy bay là Yi ba ba xinh lĩnh lĩnh Taipei. Nhưng mà cái mà đặc biệt mà Kỳ Duyên thấy hay nhất là chuyến bay Bangkok, International Bangkok. Thì chẳng xa gì mới đây thôi, khi mà Quang Lê bay từ Mỹ sang Thái rồi để chơi, thì vừa lên máy bay một cái thì cửa máy bay vừa đóng xong thì có một lời nói lanh lảnh từ cái loa của máy bay ra, nói bằng tiếng Anh: Welcome to Thai Airline. Nghĩa là chào đón quý khách tới với hãng hàng không của chúng tôi. Fly today from Los Angeles to Bangkok. Nghĩa là bay từ Los Angeles tới Bangkok. Estimate time 12 hours and 40 minutes. Có nghĩa là chuyến bay dự định sẽ bay sẽ là 12 giờ 40 phút. Đó, sau khi tiếng Anh là phải là tiếng bản xứ. Thamai hitra bukrum nhớ nhung tri xê nưng sống xám xì ha nưng lòi thai em. Quý vị thấy hay không? Ở đây quý vị có ai hiểu tiếng Thái không? Vậy là Quang Lê nói đúng hay là nói phịa ra? Kỳ Duyên thì không hiểu gì hết, chỉ nghe được hai chữ cuối cùng là kì nưng lòi. Đó, nghe được có nưng lòi thôi chứ còn không hiểu cái gì hết. Quý vị có biết là Lê nói tiếng Thái có đúng hay không? Thì quý vị gặp người Thái Lan du lịch tới Việt Nam, cái quý vị nói là nứng lời, là ta trả lời ngay liền à.
Và không những như vậy, Quang Lê còn có cái biệt tài bắt chước tiếng Miên nữa. Nhưng mà trong cái phần này thì chúng tôi sẽ làm một cách khác hơn. Lúc nãy thì Kỳ Duyên và anh Quân có xuống để cho giải thưởng, thì bây giờ chúng tôi cũng có hai giải thưởng. Tiền mặt là 5 triệu đồng mỗi phong bì của bác sĩ Hiệp Lợi và Trung tâm Thẩm mỹ viện Hiệp Lợi, thì cũng đi xuống. Nhưng mà quý vị biết là ở bên Campuchia đó, họ rất yêu chuộng nhạc Việt Nam. Thành ra có rất nhiều những bài nhạc Việt Nam mà họ đã dịch sang tiếng Miên. Thì bây giờ Quang Lê sẽ hát một khúc của một bài nhạc rất quen thuộc của Việt Nam nhưng mà hát bằng tiếng Miên. Rồi đố quý vị đó là bài gì? Quý vị đồng ý không ạ? Bây giờ thì anh Quân sẽ đi xuống phía dưới. Rồi, anh Quân. Quý vị có ai rất nhiều cánh tay đang giơ lên đúng không ạ? Không? Quang Lê có muốn chọn người không? Anh chọn giùm em, mình cần ngắn gọn, dạ. Rồi, bây giờ thì chắc là Quân sẽ chọn ở khu vực giữa đi ha. Em thích cho người già, em thích cho các cụ già. À, các cụ già phải không? Đó. Cụ có tham gia không cụ? Rồi, cụ. Ok, rồi con mời. Rồi, cụ đứng dậy đi. Con thấy là cụ được á. Cụ có tương lai cần phẫu thuật đó. Bây giờ con hát cái bài này mà cụ phải ráng nhớ. Tại vì cái bài này một lần mà đi đám cưới nào nó cũng hát hết trơn á. Cho nên cụ phải nhớ nha. Đó, con nhắc vậy thôi đó. Tại con thấy là con rất là quý cụ, muốn tặng cụ cái món quà này. Bài hát này lời Miên. Bọn người ơi bón hít ra xà lạnh bón tê. Cụ nghe rõ chưa cụ? Tiếng Miền thôi. Rồi bây giờ phải cho cụ ba cái tựa để cụ đoán chứ. Một bài hát Việt Nam nhưng mà Quang Lê hát theo tiếng Miên đúng không ạ? Bây giờ thì con cho cụ ba tựa ha. Tựa đầu tiên là túp lều chanh. Tựa thứ hai là túp lều chanh hai quả tim vàng. Và tựa thứ ba là túp lều lý tưởng. À con mời cụ ạ. Túp lều lý tưởng. Yeah! Wow, sao tôi vỗ tay lớn hơn cho cụ đúng không ạ? Cụ vô cùng xuất sắc ạ. Con chúc mừng cụ với 5 triệu đồng của Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Con cảm ơn cụ nhiều ạ. Dạ, cảm ơn cụ. Cụ sẽ đi vào Thẩm mỹ viện Hiệp Lợi và lúc mà đi ra thì sẽ được gọi bằng cô ạ. Yeah. Cụ sẽ trẻ lại 30 tuổi yeah. Đúng không ạ? Rồi bây giờ anh Quân sẽ chọn một người nữa. Ai sẽ là người may mắn kế tiếp? Rồi, ai đây ạ? Cái bài này anh Quân biết không? Là các cụ già sẽ có kinh nghiệm để đoán bài này hơn. Đó. Các cụ già đúng không ạ? Không, thế bây giờ kim. Mình chọn một cụ ông đi ha. Rồi, tùy dạ. Rồi, con mời cụ. Rồi, mời một cụ ông. Rồi, cho các bạn. Bây giờ làm sao đi qua đó được? À đây để hết. À. Được rồi. Rồi, bây giờ cụ nghe cái bài... Bây giờ ông nghe cái bài của Lê hát là nhạc Việt Nam được chuyển thành tiếng Campuchia. Thì bài hát là bài hát gì sẽ cho ba tựa? Bố nắc ngô na nằm chân chi vinh. Ông nghe rõ không ông? À, bây giờ con cho ông ba tựa nha. Rồi, tựa thứ nhất, đèn điện. Tựa thứ hai, đèn dầu. Tựa thứ ba, đèn khuya. Con mời ông. Đèn khuya. Yeah! Wow! Thật tuyệt vời ạ. Vỗ tay lớn hơn cho ông được không ạ? Xin được tặng ông 5 triệu của Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Đúng là cụ ông, cụ bà là những người say mê tâm hồn Việt Nam và nhớ những ca khúc nổi tiếng. Bài đầu tiên, bọn người ơi bón hít ra xà lạnh bón tê, từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều là túp lều lý tưởng. Còn bài thứ hai, bố nắc ô na nằm chân chi vinh, không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Quang Lê và cảm ơn anh Quân. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình là một người nữ ca sĩ với một bóng dáng rất yêu kiều, nhất là khi cô xuất hiện trên sân khấu. Xin quý vị một tràng pháo tay trong nhạc phẩm Thu Ca với tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Lạnh lùng sương rơi hôm nay, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím dâng sầu đó đây.
ngày đi chiều mà sầu tới, làn sương chiều thu lắng lại, tiếng mưa rơi nhẹ trên lối. Chiều về gieo thương với nhớ, lòng người lữ thứ ba bờ, nghe lá hoa rụng xác sơ. Chiều thu về đây lạnh lẽo, màn sương chiều rơi hắt hiu, gió xa đưa nhẹ tiếng nhìn bao lá úa rơi đầy trên lối, nhẹ rung tà áo làng môi tươi thắm từ cánh hoa đào, cách xa vì đâu từ bao lần láng hoa phai màu, rung chi cánh hoa lá khi tà dương đã dòng lá úa buồn xe sắc nhớ thu xưa, tôi biết anh chiều gió mưa người đi về đâu ngàn lối, màu hoa chiều thu úa phai xa xa cho lòng tê tái, ngập ngừng sương rơi nơi xa chiều thu răng lối cô đơn, nghe tiếng mưa sầu chưa tràn mà mong chiều phải vì đâu, mưa xóa tình quen biết nhau trách chi cho lòng đớn đau. Xa vì đâu từ bao lần lá hoa phai màu, rung chi cánh hoa lá khi tà dương đã khuất non xa, bầu chiều thu gieo lá úa buồn xe sắt nhớ thu xưa, tôi biết anh chiều gió mưa người đi về đâu ngàn lối, màu hoa chiều thu úa phai xa xa cho lòng tê tái, ngập ngừng sương rơi nơi xa chiều thu răng lối cô đơn, nghe tiếng mưa sầu chưa tràn mà mong chiều phải đi đâu, mưa xóa tình quen biết nhau trách chi cho lòng đớn đau, mà mong chiều phải đi đâu, mưa xóa tình quen biết nhau trách chi cho lòng đớn đau. Xin cảm ơn quý vị. Có thể nói rằng đã lâu lắm rồi Quyên mới hát một chương trình mà nhìn xuống phía dưới đã không còn một chỗ trống nào. Quyên cảm thấy mình hạnh phúc và vui lây rất nhiều với niềm hạnh phúc của Quang Lê trong đêm nay. Trước khi hát một bài hát rất đặc biệt ngay sau đây, xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến tất cả quý vị, anh chị, các bạn đến đây rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người ạ. Một bài hát rất trữ tình mà Quyên vẫn còn nhớ rằng lúc đó khi Quyên còn rất là nhỏ, thì bài hát này đã làm sâu trong trái tim của Quyên với những ca từ: tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài. Mời quý vị cùng nghe. Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo nổ rượu, anh đường anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn ấm thơ, anh đành quên cả sao anh kỷ niệm xưa xanh như biển lớn, ân tình cao tựa bằng non
chỉ đôi băng nhung lụa sao cả áo lành ngày xưa anh đem ra đốt thành cho ta cho người xứ khỏi phân vân khi ngồi đàn áo cho người mới khi mùa đông lạnh lùng xa chuyện ngày xưa anh ơi hết rồi chẳng còn chi nữa đâu anh yêu xa có kẻ chung tình tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà tôi đã ngây thơ
giờ tôi chẳng còn chi. Khi người ngoảnh mặt mà đi, tôi giận tôi đã ngây thơ. Đêm tình yêu hiến dâng người hết, nên giờ tôi chẳng còn chi. Khi người ngoảnh mặt mà đi. Bài hát vừa rồi có làm cho mọi người buồn quá không ạ? Có buồn quá không ạ? Thế bài này sẽ vui vui hơn một chút nhá. Kính thưa quý vị, quả thật là một cái duyên đối với Quang Lê và Lệ Quyên. Cách đây 10 năm thì bác Tô Vân Lai đã kết hợp tiếng hát của Quang Lê với Ngọc Hà, và sau đó Quang Lê lại đi sâu với Ngọc Hà một thời gian khá dài. Rồi khoảng 5 năm về trước đây, cũng chính bác là người kết hợp tiếng hát của Quang Lê với Mai Thiên Vân. Và bây giờ thì khi mà Quang Lê về Việt Nam đó, thì Quang Lê hát phòng trà không tên, thì Quyên mới nói với Lê là thôi hai đứa mình thử làm một đêm song ca xem như thế nào. Thì kể từ cái đêm đó chúng tôi gắn bó đến ngày hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn Lê Quyên, một người bạn diễn rất ăn ý với Quang Lê. Lê nói như vậy tự nhiên là Quyên cảm thấy áp lực quá, bởi vì là Lê đã từng hát với những giọng ca nữ mà bản thân Lệ Quyên cũng rất là yêu mến. Nhưng mà nếu như quý vị sẽ nghe lại những bài hát mà Lê đã từng song ca với những giọng ca gắn bó với Lê trước kia, thì Quyên nghĩ rằng là Quyên sẽ làm một điều gì đó thú vị và lạ hơn một chút. Bởi vì Quyên không phải là ca sĩ hát dòng nhạc quê hương. Quyên yêu nhạc quê hương cũng giống như là máu thịt vậy. Thế nhưng Quyên vẫn là ca sĩ mà thể hiện rất là nhiều những dòng nhạc khác nhau, và Quyên sẽ đưa cái sự mới mẻ đó vào những bài hát. Giống như là ngay bây giờ Quyên và Quang Lê sẽ gửi tới cho quý vị một nhạc phẩm, một bài hát rất là đặc biệt. Lê ha, rất đặc biệt. Quang Lê vẫn thường ví rằng Lê là nước mắm nhĩ Việt Nam, còn Lệ Quyên là pate của Pháp. Dạ, thì bây giờ mời quý vị nghe một bài hát mà chắc chắn sẽ tạo cho quý vị một cái niềm bất ngờ rất đặc biệt với giọng hát của người đang đứng bên cạnh. Mời quý vị thưởng thức bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Vinh Sử, Gõ Cửa Trái Tim. Cửa trái tim vạn em được vào, dù tình xót xa chung thân huyệt đạo. Ngủ vui với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh xa, nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Quý vị thấy như thế nào ạ? Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê năm cánh thận thờ. Nhìn lòng mắt sang tơ để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đời chờ. Không chút hỏi han, anh buồn lang thang. Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hắt hiu cô đơn
em ai quá để anh lạnh lùng. Trái tim sao em hững hờ, ngõ hòn tái tên năm cánh thận thờ, nên lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ khi không anh nhớt em trong đời chờ. Quý vị ơi, thứ nhất là chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã ở lại đây cho tới giờ này. Và xin hỏi quý vị ở dưới có nóng không ạ? Cách đây khoảng chừng 4 hôm mới đi diễn ở Moscow thì tưởng là bên đó chỉ có mát thôi, ai ngờ quá lạnh. Rồi về Việt Nam lại bị quá nóng, nóng lạnh. Thành ra bây giờ Kỳ Duyên hơi mất giọng. Vì vậy Kỳ Duyên mới rất là nể Quang Lê. Tại vì Quang Lê cũng đi kia chuyến lưu diễn vừa rồi với Kỳ Duyên, mới về tới Việt Nam chỉ có 2 ngày thôi, mà trong khi giọng Kỳ Duyên thì đã bay mất mà giọng Quang Lê vẫn hát từ đầu chương trình cho tới bây giờ. Quá tuyệt vời phải không quý vị? Vâng, thưa quý vị, tại vì là tháng trước thì Quân cũng có dịp đi qua Mỹ, trong vòng 1 tháng thì Quân mới thấy được là cái sự khủng khiếp của cái jet lag, là lệch múi giờ. Khi mà chúng ta ở đây như thế này thì ở bên Mỹ thì là chênh khoảng độ 12 tiếng đồng hồ. Thế thì là quý vị có phải thấy rằng là những người nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam là một cái sự nỗ lực vô cùng to lớn đối với Quang Lê, đối với chị Kỳ Duyên và với tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác, thì quả thật đó là một cái sự nỗ lực vô cùng to lớn từ các anh chị nghệ sĩ, để mong rằng là quý vị sẽ thông cảm cho chúng tôi. Và bây giờ thì để Duyên dành cái giây phút này để tâm sự một tí với quý vị về Quang Lê. Quý vị đã biết Quang Lê là một ca sĩ trên sân khấu, nhưng mà anh Quân có biết Quang Lê là một trong rất ít người mà Kỳ Duyên biết là mê hát ở dưới sân khấu bằng trên sân khấu. Có nghĩa là Kỳ Duyên đi show với Quang Lê mới tuần trước, đi đến nơi thì trong khi các anh chị em nghệ sĩ vừa bay tới nghỉ mệt, tại ngủ một tí rồi chiều mới đi hát, thì suốt thời gian là Quang Lê nằm hát. Mà tội nghiệp cho Kỳ Duyên là phòng Kỳ Duyên lại cạnh phòng Quang Lê, mà Kỳ Duyên thì muốn ngủ, mà Quang Lê thì cứ hát không ngừng, hát hết bài này tới bài nọ, hát một mình thôi. Xong rồi một lúc sau thì Kỳ Duyên thấy đóng cửa lại, thấy tiếng nước tắm, thì Kỳ Duyên nghĩ là ồ may quá rồi, chắc ông đi tắm rồi, ông im cho mình ngủ được 15 phút. Không thưa quý vị, vô buồng tắm vẫn hát tiếp, hát cho tới khi mà lên sân khấu rồi đi diễn 3 tiếng 4 tiếng cũng hát luôn. Thì về tới phòng trở lại là 12 giờ đêm. Thì Duyên bắt đầu Duyên tức rồi. Duyên nói nếu mà 12 giờ đêm mà Quang Lê còn hát nữa là Duyên phải sang gõ cửa đó, gây chuyện đó.
thì quả nhiên thấy không hát nữa. Khi mà nói, ủa sao lạ vậy, anh đi đâu mà sao không nghe tiếng hát nữa. Thì Kỳ Duyên mò mò đi ngang qua thì cửa phòng Quang Lê lại hé, không có đóng. Thì Kỳ Duyên thấy một cái cảnh tượng như vậy. Quang Lê mệt tới mặc nguyên một bộ đồ vest, còn mang đôi giày, nằm úp mặt trên giường, tay vẫn còn cầm khúc kẹo sô-cô-la và ngủ tiếp đi. Thì chỉ có khi mà mệt lã người nằm úp xuống như vậy thì mới không hát thôi. Mà quý vị em hát, nhiều khi đang đứng ở phi trường toàn người Mỹ không cũng đứng hò Huế vậy đó. Nhưng mà nói như vậy thì đủ thấy cho quý vị biết là Quang Lê là một người rất mê hát. Và vì vậy có lẽ là quý vị cảm nhận được cái sự mê hát đó trong những cái sự cống hiến của Quang Lê. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái tâm sự của chị Duyên. Tại vì là Kỳ Duyên cũng là một người rất là thân thiết với Quang Lê, là một người bạn thân ở ngoài đời và đi show chung rất là nhiều, đi khắp mọi nơi. Nên là có lẽ là không ai hiểu Quang Lê bằng Kỳ Duyên, đúng không ạ? Sau đây thì chúng tôi sẽ mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm sẽ được dàn dựng một cách rất công phu và hoành tráng. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần minh họa của các em thiếu nhi trong vũ đoàn ABC Kids. Và chúng ta sẽ cùng đến với những vùng đất ở Nam Bộ, nhưng mà là những cái vùng đất ở giáp với biên giới Campuchia, để cùng chia sẻ và cùng hướng đến những đồng bào, những bà con của chúng ta ở những nơi đó. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm Hà Tiên với tiếng hát của Quang Lê và ABC Kids. Một chiều dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ, Hà Tiên mến yêu đẹp như sứ thơ, xa lắm tôi còn nhớ, nhớ ghi muôn đời nước trời biển mơ, xanh xanh màu ánh mắt em gái chiều năm xưa, như vẫn vương ai trên bên ngày xa vắng, năm tháng còn ngần ngơ. Hà Tiên ơi, đây miền xinh tươi như hoa gấm trong đời. Hà Tiên ơi, đây những bông dừa xanh mát biển khơi. Tôi qua lăng Mặc Cửu, nằm trên con voi phục, tôi vô thăm Thạch Động, trời bát ngát mênh mông, nghe chuông ngân chiều vang như tiếng nói cô miền, sao xuyến tâm tư người ghé thăm Hà Tiên. Giây phút đẹp còn lại, kỷ niệm khó phai trên bờ mắt ai. Hà Tiên đã ghi vào tâm trí tôi, ôi luyến lưu là mây, nhớ ghi muôn đời nhắn về Hà Tiên, quê hương hùng vĩ hiên ngang ngắm mặt trùng dương, đầy bến Tô Châu cuốn sách niềm lưu luyến, tôi hướng về Hà Tiên. Bao năm xa về hương với niềm thương nỗi nhớ, trong tôi luôn mang nỗi nhớ mong đêm ngày, tôi quê hương thân yêu bao kỷ niệm ngày xưa ấy, mà đã sẽ không phai dù xa cách hai phương trời, hôm nay quay về đây thăm lại niềm mơ ước. Ôi Hà Tiên mến yêu, Hà Tiên xanh ngát hàng dừa, với ánh mắt vân vương năm xưa với người em gái, khi mà vui biết bao khi trở về thăm Hà Tiên. Hà Tiên ơi, đây miền xinh tươi như hoa gấm trong đời. Hà Tiên ơi, đây những bông dừa xanh mát biển khơi. Tôi qua lăng Mặc Cửu, nằm trên con voi phục, tôi vô thăm Thạch Động, trời bát ngát mênh mông,
nghe chuông ngân chiều vang như tiếng nói cô miền sao xuyên tâm tư người ghé thăm Hà Tiên. Giây phút đẹp còn lại kỷ niệm khó phai trên bờ mắt ai. Hà Tiên đã ghi vào tâm trí tôi ôi luyến lưu là mây, nhớ ghi muôn đời nước trời biển mơ quê hương hùng vĩ hiên ngang ngắm mặt trung dương đầy bến Tô Châu khôn sách niềm lưu luyến tôi hướng về Hà Tiên. Đây bến Tô Châu khôn sách niềm lưu luyến tôi hướng về Hà Tiên. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một tràng vỗ tay thật lớn cho các em nhỏ của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tới giờ phút cuối cùng. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình live show Quang Lê lần thứ 3. Chúc quý vị ngủ ngon và lái xe cẩn thận khi ra về. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Cảm ơn anh Thi, chị Thủy, bác Tô Vân Lai của Trung tâm Thư Nga. Cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp cho chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Tôi nhớ xin cảm ơn chị. Yeah, thank you. Dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ. Hà Tiên mến yêu đẹp như xưa. Xa lắm tôi còn nhớ.